Vâng, chào mừng quý chị trở lại với kênh Ba Tư Phan Nhịp Cầu Xe Cũ. Và hôm nay Ba Tư Phan trực tiếp mua một chiếc xe Vios siêu lướt được sản xuất năm 2019 phiên bản G số tự động. Chiếc xe này em mua trực tiếp tại nhà chủ xe tại thành phố Hải Dương. Và chiếc xe này em sẽ tường thuật trực tiếp và quay trực tiếp tại đây để quý chị nào mà có nhu cầu mua một chiếc xe siêu lướt của dòng Vios thì quý chị có thể là tiếp cận được trực tiếp chiếc xe này. Thì chủ nhân của chiếc xe này là dùng được, mới đi được có 1.1 vạn thôi quý chị nhé. Tư nhân chính chủ, một chủ biển Hải Dương rồi. Và đây là con đường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Dương đây. Dạ vâng. Thì ở đây chiếc xe này sơn zin thì em nghĩ là còn gần như 100% rồi. Quý chị có thể đến trực tiếp và kiểm tra. Bản G 2019 thì quý anh chị biết rằng cái giá trị của nó bây giờ là sấp xỉ là 600 triệu đúng không ạ, lăn bánh. Vậy thì bây giờ quý anh chị mua chiếc 2019 này, quý anh chị sẽ tiết kiệm được một cái mức tiền khá là nhiều. Vâng, mấy chục triệu để quý anh chị có thể là có một chiếc xe có biển và đã trang bị thêm rất nhiều những cái đồ chơi mà chủ nhân trang bị đúng không ạ. Bây giờ ta sẽ đi vào chi tiết của chiếc xe. Thì với bản G 2019 nó đã trang bị rất nhiều rồi, trang bị thêm rất nhiều những tính năng an toàn cũng như là các option mà những cái phiên bản trước chưa có được. Đây là một cái sự đổi mới đột phá của Toyota Vios, bởi vì trước thì Vios luôn luôn là ăn chắc mặc bền, nhưng bây giờ thì thời buổi của công nghệ rồi, không thể bền được nữa, không thể chắc được nữa, mà phải là công nghệ đúng quý anh chị, phải là công nghệ. Công nghệ nhiều thì người sử dụng mới thích. Thì đầu tiên là cụm đèn pha đã được trang bị đèn projector rất là đẹp và sáng. Các thiết kế của chiếc xe đã mềm mại và uyển chuyển hơn. Tất cả các cụm đèn ở đây đã phân thành 3 cụm đèn gầm, đèn xi nhang và đèn gầm, đèn pha đúng không ạ. Về bản thân chiếc xe này thì không cần phải nói nhiều đâu ạ. Bởi vì bản thân của nó là một chiếc xe siêu mới, siêu lướt và siêu đẹp đúng không quý anh chị. Và lại có nguồn gốc rõ ràng nữa, thành phố Hải Dương. Chạy đúng 1.1 vạn rất là ít luôn quý anh chị. Đây quý anh chị có thể nhìn đấy ạ, sơn xi chiếc xe còn nguyên bản 100%, lốp liền đời cả 4 quả quý anh chị nhá. Liền đời cả 4 quả và đây quý anh chị có thể nhìn đây, liền đời cả 4 quả còn dày khớp nguyên dâu đây. Đúng 1.1 vạn, nếu như sai quý anh chị có thể là đến kiểm tra và test hãng tại Toyota Hải Dương. Chiếc xe này được mua và bảo hành tất cả đều tại Toyota Hải Dương. Thế bây giờ ta sẽ quan sát kỹ hơn về phần nội thất của xe quý anh chị nhé. Vâng, chiếc xe này có form dáng mới. Ta sẽ quan sát kỹ hơn cả phần cốp xe nữa, xem là nó có rộng rãi không. Quý anh chị sử dụng dòng Vios này, đối với những quý anh chị yêu sự bền bỉ, yêu thương hiệu thì đây chính là một chiếc xe mà quý anh chị có thể gửi gắm vào niềm tin. Bởi vì tất cả những chiếc xe mà công ty Ba Tư Phan mua tại thành phố Hải Dương và là tại trực tiếp từ chủ xe thì quý chị hoàn toàn có thể yên tâm. Đây lớp sơ cua chiếc xe đây chắc là hạ 1-2 lần rồi, cho nên nó hơi bẩn một chút thôi, nhưng mà nó vẫn còn như mới luôn. Đây lốp teo xe nhé quý chị nhé, tất cả còn zin hết. Với cái cốp rộng rãi này thì quý chị hoàn toàn có thể là chở đồ thực sự thoải mái luôn. Đó là phần cốp. Bây giờ ta sẽ quan sát phần động cơ của chiếc xe trước khi đã đi vào phần nội thất. Bởi vì phần nội thất của dòng Toyota Vios này liệu nó có khác gì so với lại nội thất của những cái dòng xe cũ khi mà chưa cải tiến không? Vâng, ta sẽ xem xét về phần nội phần máy của chiếc xe này nhé. Động cơ của con Vios này là động cơ 1.5. Quý chị nhìn thấy chiếc xe mà bên em trực tiếp mua từ nhà chủ xe thì chưa được dọn dẹp thì nó còn có vết bụi đây ạ. Vâng, có vết bụi sau quá trình 1 năm sử dụng và chạy được 1.1 vạn thì tất cả nguyên zin hết quý anh chị nhé. Chiếc xe này được bảo hành chính hãng tại Toyota Hải Dương, nên khi quý anh chị về đây mua xe, quý anh chị sẽ được dẫn ra test hãng quý anh chị nhé. Chiếc xe này tất cả mọi chi tiết, từng con ốc, từng chi tiết của chiếc xe đều nguyên bản, không có một vết vặn nào cả, vì nó quá mới rồi. Nó chỉ thay chỉ một chiếc hộp nữa thôi là nó thành một chiếc xe mới. Cho nên về phần máy này thì em không cần phải quay kỹ đâu quý anh chị ạ. Quý anh chị nhìn thì sẽ biết thôi. 1.1 vạn chưa hết rốt đa, công nghệ máy VVTi. Vâng, công nghệ mà máy này thì tuyệt vời rồi, tiết kiệm nhiên liệu, bền bỉ với thời gian rồi. Ta sẽ đi vào phần nội thất. Nội thất chính là cái phần mà có thể là
đánh giá rất là chi tiết. Nội thất của chiếc xe thì quý chị có thể nhìn thấy được cái gì đây ạ? Nó là nội thất kem, đúng không ạ? Và sau đó ta có thể quan sát kỹ hơn. Chủ dân đã trang bị cho nó rất nhiều những cái đồ chơi mà khi quý chị mua một chiếc xe này, quý chị sẽ được tận hưởng những cái đồ chơi này mà không phải mất thêm tiền nữa. Ghế da theo xe là màu kem, rất là, nhìn chung cũng không phải bàn về cái độ mới của nó đâu, đúng không quý anh chị? Không cần phải bàn độ mới. Đây, trần theo xe nhìn chung mới lắm, mới lắm, thơm mùi xe mới luôn, không có một cái vấn đề gì của chiếc xe này quý anh chị nhé. Đấy, ta sẽ quan sát tiếp. Vâng, đây, tất cả các bậc chân lên xuống đều được trang bị ốp rồi, rất đẹp và chủ nhân rất là kỹ càng. Và mặt táp lô thì cũng đã trang bị trang trí cho nó như cái mặt táp lô. Đây, quý anh chị nhìn này, chủ nhân lắp cả định vị này. Đấy, định vị này quý anh chị nhé. Nói chung là tất cả các trang thiết bị này khi quý anh chị mua không cần, thứ nhất là xe có biển này, thứ hai đó là tất cả trang thiết bị chủ nhân đã lắp cho nó rồi. Và ta quan sát này, màn hình còn trang trí màn hình Android này, trang bị cả nước hoa này. Vâng, rất nhiều, trang bị cả gì đây ạ, cam hành trình đây rồi. Và đây, quý anh chị nhìn vô lăng cần số đây. Ta sẽ quan sát xem chiếc xe này. Đề nổ sẽ rất tốt quý anh chị nhá. Đề nổ sẽ rất tốt này. Chiếc xe này. Đây, em sẽ chạy sang bên ghế lái để có thể là xem nào. Chiếc xe này có đúng là 1.1 không? Đấy, sơn xi bóng chưa quý anh chị này? Bóng chưa? Bóng chưa? Chiếc xe này thì em sẽ không chi tiết đâu bởi vì nó quá mới rồi. Và quý anh chị chỉ đây, quý anh chị nhìn đây, tem của nhà sản xuất đây, 2019 phiên bản G, ốc thì nguyên 7 màu. Tất cả quý anh chị đến đây mà nó không đúng như miêu tả thì quý anh chị cứ phạt em đi. Vâng, 50 triệu em sẽ chi tiết, sai 1 km để 50 triệu, chiếc xe quá mới luôn quý anh chị nhé. Tất cả mọi chi tiết chiếc xe này em chỉ nói một từ, đó là quá mới. Vâng, đây một chiếc xe siêu lướt và mua quý anh chị sẽ được. Đây này, quý anh chị nhìn cái cần số này, cái băng dính nó còn theo này, này nó mới lắm ạ. Vâng, xe chủ đi cực kỳ giữ gìn, do anh chị có việc có nhu cầu nên cần bán, cho nên là quý ta mua được xe nó rẻ, 1.1 quý chị nhìn thấy chưa, 1.1 quá chuẩn luôn, không sai 1 km. Quý anh chị có thể mang chiếc xe này ra để check hãng được, mà người ta còn lắp cho một cái màn hình Android này, quý chị thấy tuyệt vời không ạ, công nghệ không ạ? Vâng. Đấy, về chế độ âm thanh màn hình thì quá tuyệt vời rồi. Ok quý anh chị nhé. Đấy, quý anh chị thấy mua chiếc xe này chỉ có được chứ không có mất. Điều hòa thì tự động rồi. Đặc biệt cái bản này thì nó nên là bản 7 túi khí rồi, đúng không quý anh chị? Đây, rất nhiều túi khí vòng quanh xe. Đấy. Vài ốt đã không bảo thủ nữa rồi, mà đã gì rồi, đã trang bị cho đứa con của mình rất nhiều những cái option theo xe để có thể phục vụ nhu cầu của người sử dụng. Điều hòa tự động rồi tất cả những trang thiết bị. Nói chung là thiết kế của chiếc xe này rất là bắt mắt. Rất bắt mắt luôn, chiếc xe quá mới, không có điều gì. Sơn xi cực đẹp. Vậy thì chiếc xe Toyota Vios bản G 2019 chạy được 1.1 và trang bị full đồ chơi. Và không còn thiếu một cái gì cả. Cả ốp đèn trước, ốp đèn sau, ốp viền cửa đều là inox hết. Và nót sàn, rồi sau đó là màn hình cam lùi, camera hành trình, rồi định vị toàn cầu. Không thiếu một cái gì cả quý anh chị ạ. Quý anh chị mua, quý anh chị sẽ được sở hữu những cái trang thiết bị này mà không phải mất thời gian, không phải tốn thêm tiền. Vậy thì chiếc Toyota Vios 2019 bản G này đang được bán với mức giá nào để quý anh chị có thể mua được? Vâng, em sẽ tuyên bố một giá thôi. Quý chị chỉ cần có nhu cầu là mua được và không có mức giá thứ hai cho chiếc xe này nhé. Vâng, không có mức giá thứ hai. Và quý chị nào tiếp cận với chiếc xe này chỉ đến là mua thôi. Và với giá đó là xuống tiền, bên em sẽ bán một mức giá thôi, 525 triệu đồng, bao hồ sơ, hết giá, không còn một giá nào khác. Nếu quý chị nào mà xem video này còn trả giá thì xin mời không điện thoại. Còn quý chị nào mà xem video cảm rằng mức giá này ok thì sao ạ? Thì hãy đến trực tiếp bên em để có thể là xem xe, hoặc đặt cọc trước. Nếu đặt cọc 10 triệu sai em trả lại 50 triệu, đặt cọc 100 triệu sai em trả lại 1 tỷ. Vâng, đấy là những lời cam kết của em Dũng về chiếc xe này. Bởi vì chiếc xe này quá là mới rồi, nó lại có nguồn gốc rõ ràng nữa thì không còn điều gì tốt hơn với chiếc xe này nhá. Quý chị hãy mua chiếc xe lướt này đi,
đây là cái tùy theo nhu cầu của quý chị thôi. Chào tạm biệt quý chị.